Đàm Tùng Vận lên duyên cùng Vương Khải, liệu có tạo hot như với Nhậm Gia Luân? Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên không còn quá xa lạ với hội mọt phim. Cô nàng từng làm mưa làm gió với hàng loạt các tác phẩm mang tựa đề Thanh Xuân Vườn Trường. Những năm gần đây cô còn tạo được tiếng vang lớn khi tham gia vào các dự án cổ trang như Cẩm Y Chí Hạ, Cẩm Tâm Tượng Ngọc hay bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Những vai diễn của cô luôn nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi tài năng diễn xuất vô cùng ấn tượng. Cách đây không lâu, cô còn là gương mặt tiểu hoa 9X duy nhất được đề cử hạng mục nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn Lý Tiêm Tiêm ở giải thưởng Bạch Ngọc Lan danh giá. Sở hữu gương mặt tròn cùng đôi mắt sáng và long lanh, Đàm Tùng Vận không chỉ được đánh giá cao về ngoại hình mà còn có khả năng diễn xuất nổi trội, được khán giả công nhận trong dàn tiểu hoa 9X. Mới đây, đoàn làm phim Đi Theo Chiều Gió đã chính thức xác nhận Đàm Tùng Vận sẽ kết hợp với Vương Khải trong tác phẩm này. Theo thông tin được tiết lộ, bộ phim sẽ khai máy vào cuối tháng 7 và dự kiến khởi quay trong 4 tháng. Ngay lập tức, thông tin này khiến cộng đồng mạng xôn xao và nhận về nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả. Nhiều bình luận tỏ ra bất ngờ và ủng hộ sự kết hợp giữa cặp đôi này, bởi về chênh lệch độ tuổi và chiều cao của cặp đôi sẽ dễ mang lại phản ứng hóa học tuyệt vời, một trong những điều làm nên thành công của phim truyền hình. Bộ đôi trai tài gái sắc này chắc chắn là một tổ hợp tuyệt vời, được mong đợi trong một dự án mới mẻ. Đàm Tùng Vận sở hữu gương mặt tươi trẻ ấn tượng và hoạt bát, cô cũng rất thành công với vai diễn hiện đại và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Nếu tham gia vào dự án này thì đây chính là một thử thách không nhỏ đối với Đàm Tùng Vận khi cô nàng có cơ hội thử sức mình với đa dạng vai diễn. Phần nào để chứng minh dù sở hữu gương mặt đáng yêu ngây thơ, nhưng bằng tài năng của bản thân thì không chỉ đóng phim Thanh Xuân mà còn có thể làm tốt ở dạng vai diễn chính kịch. Hiện tại Đàm Tùng Vận cũng nên duyên màn ảnh cùng Lâm Canh Tân trong dự án Xin Chào Tôi Là Tổng Giám. Trong khi đó, bạn diễn của cô là Vương Khải, một anh chàng được đánh giá khá cao về ngoại hình, đặc biệt là chất giọng trầm ấm. Anh từng phủ sóng màn ảnh với hàng loạt tác phẩm đình đám phải kể đến như Lang Nha Bảng, Kẻ Ngụy Trang, Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu. 15 năm tham gia vào làng giải trí, số lượng tác phẩm của anh cũng có một số lượng nhiều người đáng phải mơ ước. Tài năng diễn xuất của anh chàng đã được chứng minh qua rất nhiều bộ phim mà khán giả không phải nghi ngờ hay e ngại. Đều là cặp đôi vừa có ngoại hình vừa có thực lực, chắc hẳn Đàm Tùng Vận và Vương Khải sẽ là một trong những cặp đôi ấn tượng và nổi bật của màn ảnh năm nay. Được biết bộ phim Đi Theo Chiều Gió là một trong dự án truyền hình trọng điểm của Cục Quản lý và Phát hành Điện ảnh Truyền hình dựa trên 12 kiện hàng không có thật. Trong phim, Đàm Tùng Vận sẽ đảm nhận là một nhân vật theo đuổi ước mơ trở thành phi công ngay từ khi còn nhỏ. Ước mơ của cô sẽ trở thành sự thật sau khi cô tốt nghiệp, tuy nhiên những biến cố khiến cô đã trở thành một quan sát viên. Trong quá trình làm việc tại đây, cô đã gặp muôn vàn khó khăn và trắc trở. Những áp lực của người phi công khiến cô có cái nhìn sâu sắc về sứ mệnh và ý nghĩa của người phi công. Trong đó, Vương Khải vào vai phó giám đốc công ty hàng không, một người lạnh lùng tỏ ra cứng nhắc và nghiêm túc trong công việc. Cả hai cùng nhau trải qua nhiều biến cố viết nên một câu chuyện tình đẹp đẽ. Nhiều khán giả cho rằng nếu như Đàm Tùng Vận luôn là nữ diễn viên với phong cách trẻ trung ngọt ngào và tươi vui thì anh chàng Vương Khải lại hoàn toàn đối lập. Cả hai sẽ có những khoảnh khắc giờ khóc giờ cười nhưng lại vô cùng lãng mạn. Họ sẽ là một cặp trai tài gái sắc, bù đắp sự xiêu sót của người này cho người kia. Vậy bạn nghĩ sao về sự kết hợp của cặp đôi này? Hãy cùng bày tỏ quan điểm cá nhân của mình trước khi phim lên sóng nhé! Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!